Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì đây là một cái video test nhỏ thôi, test số zoom kỷ lục của tập kích, các bạn biết không? Còn mình ước tính là số kin ban đầu sẽ là hơn 1000 kin đấy các bạn ạ. Nếu không tin thì cứ theo dõi cái video của mình nhá. Ok nào, đây là gây Dark Knight M37. Mình sẽ thử sức là mình cầm Dark Knight M37 này, kin hết toàn bộ kin trong một cái map, gọi là cái map gì thế này, à map di tích, thì sẽ được tối đa là bao nhiêu kin, và số kin mình ước tính sẽ là 1000 kin đó anh em ạ. Thì chúng ta hãy đợi các thanh niên này cào cho hết hết lẫn nhau đi, cào sạch lẫn nhau, còn đúng một mình còn sống, mình sẽ KS toàn bộ. Đó, cào đi. Đó, mình phải đứng cái vị trí nào cho nó thuận tiện một tí, thiên thời địa lợi đó. Cảm ơn anh em trong clan của mình đã ủng hộ mình và hỗ trợ mình rất là nhiều. Thực sự mình rất cảm ơn anh em. Không biết nếu mà không có anh em thì mình không biết là nhờ ai làm cái video này nữa. Ok. Thì đúng rồi, giờ mình còn đúng một mình thôi. Bắt đầu chơi nhá. Ui ôi, phải nói nó phê cha mẹ ơi, nó phê thật chứ các bạn ạ. Cảm giác mà ngồi cứ KS từng em cái này còn sướng hơn cả quay tay. Ôi trời, không thể nào tin được. Này này này, vào này các bạn thấy là con M37 này cũng không phải là dạng vừa. Nó là cái loài gì chứ không phải là loài người, là loài gọi là động vật có vếu nữa. Mà không, cái này cái súng nó chả có vếu đâu. Thì các bạn thấy là một cái băng đạn nó đã KS được khoảng chừng chục em quái, cả lớn lẫn nhỏ. À, cả lớn lẫn nhỏ. Mình hơi ngọng tí, không sao. Tại vì cái video này mình khá là hồi hộp. Ủa dồi, bay vào. Hết đạn rồi. Xả luôn cái băng đạn lục này. Đó, mình đi kiếm thêm băng đạn, mình nện cho hết một ván xem là một ván được bao nhiêu kin trước nhá. Mình ước tính là sẽ là 1000 kin. Đơn giản, nếu mà mình ước tính như này chắc chắn sẽ đơn giản thôi. Nếu mà không có gì thay đổi, biến quái chẳng hạn. Đó, đứng đây là KS thôi. Chỉ có đứng đây là KS là cái công việc cuối cùng mình cần làm thôi. Anh em chỉ việc xếp hàng và chết. Yeah. Xin lỗi các bạn là trời đang mưa cho nên là âm thanh nó không được tốt lắm. Các bạn cảm thấy hay thì đừng quên like cũng như là subscribe từ đầu đi cho nó nhanh. Rồi coi tiếp nhá. Hãy like và subscribe nhá, ủng hộ mình. Mình thực hiện video này cũng rất là mất vài lần rồi các bạn ạ. Không biết lần này có thành công không? Ôi dồi. Các bạn biết cảm giác mà kin một đống quái này cực kỳ sướng rồi các bạn ạ. Không biết thế nào mà miêu tả được. Anh em hãy like và share nhiệt tình cho mình nhá. Và những cái xe và những anh em nào tham gia có thể share lên Facebook hay là share lên đâu đấy để các bạn cùng xem là kỷ lục tập kích zombie thì có thể được bao nhiêu kin. Và đây là hư cấu thôi, mình chỉ dựng lên để bắn toàn bộ zombie để được bao nhiêu kin thôi, còn ngoài đời chắc chắn là 200 kin là hết đát rồi. Mà chưa thấy thánh nào được 200 kin luôn. Nhào vô. Ôi, các bạn thấy là mình test đạn trên 4 viên Dark Knight M37 là bia một con quái con. Ngắm vào mồm nhá. Lấy một viên là con quái ngáp ngáp và đi luôn. Hết đạn rồi, đến lần nào thêm với nó nào. Rồi một mình cần hết. Kinh khủng khiếp thật. Và một lần nữa mình cảm ơn anh em và tất cả các bạn đã like và share video này cho mình. Lên nào. Ôi, kinh này. Các bạn có thể dùng cái này và úp điểm rất là đơn giản luôn. Một ván này mình ước tính khoảng chừng 20.000 điểm. Tại vì số kin là 1.000 thì bình thường thì 100 kin sẽ được 2.000 điểm. Đó, cứ vậy mà nhân lên thôi. Đấy, xếp hàng vào. Quá ngon. Ở hiệp đầu tiên mình được 210 điểm. 210 kin nha các bạn. 210 kin là một con số khá là kinh khủng khiếp rồi. Có lẽ là trong tập kích và một trong những cái cao đại cao thủ chưa chắc đã được số kin đấy. Nhưng mà mình chỉ KS một ván thôi, bắn toàn bộ zoom trong cái map đấy cũng đã được con số là 210 kin. Con số phải nói là cực kỳ kinh khủng khiếp. Ok, anh em đừng quên like và share video này nhiệt tình vào để ủng hộ mình, cái công làm video này rất là cực khổ. Thôi anh em cứ cào cho hết đi, còn mình còn sống thì chơi thôi. Ôi, đừng chơi dao, mấy anh đồng chế độ zom. Ơ, mà trong chế độ zombie chơi dao thoải mái chứ, anh em chơi đi. Rồi đứng thẳng một hàng nhá. Rồi chú quỷ này, chú quỷ thì chừng mất khoảng mười mấy viên các bạn ạ, lại chú quỷ trâu máu lắm. Đấy, chú quỷ phải mất mười mấy viên mà Dark Knight M37 mới chết. Khoảng chừng 7 viên vào đầu và 10 viên vào thân. Đó, xếp hàng đi anh em. Ui dồi ôi, chất lừ các bạn. Bắn thế này mà cảm giác rất là sướng, dũng. Kiểu dựng tóc gáy ra luôn. Các bạn không biết là cái cảm giác mà ngồi mà bắn từng con thì nó khó như nào. Còn bây giờ là đứng bắn thôi. Nhưng như các bạn sử dụng xích ấy, toy vậy ấy, thì nó cũng tương đương với việc như thế. Nó chỉ rung vào mình, chỉ việc sướng thôi, chứ không phải nói nhiều. Đấy, nó cái này ngoài về phạm vi, phạm trù gì đây à? Ngoài phạm trù game một tí, nhưng mà kệ, nó vừa cho nó thêm phần ly kỳ.
bơm miếng đạn à, hết đạn rồi. Đấy các bạn thấy là cái lượng đạn con Dark Knight M37 này phải nói là 37 trên 8 mấy hay 7 mấy viên ấy. Mình đã có đạn bằng đạn rồi. Cảm ơn bạn Khương đã cho mình mượn đạn để thực hiện cái video lần này nhá. Anh em hãy like và bình luận nếu mà các bạn muốn mình test súng gì và những cái chế độ như này nữa thì có thể comment xuống phía dưới video này của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Không biết là trong tương lai thì có youtuber nào có thể vượt mình được con số 1.000 kin mà mình ước tính như này không? Mình chắc chắn là cũng hơi khó khăn đấy. Khó khăn và gian khổ đấy. Đó. Tiếp tục nào. Các bạn thấy là kin nó sướng. Ui dồi ôi, không còn gì để tả. Đó, vào đi. Một phút mấy nữa các bạn ạ, cứ KS thoải mái đi. 12 viên mà mình được giết được 4-5 con quái. Các bạn thấy là phê cỡ nào rồi. Cái lục cũng có bằng đạn luôn. Phải nói là đầu tư có giới hạn. À không có giới hạn. Thanh niên Mạc Phạm Khương này chỉ mới 12 tuổi thôi, chim không lông. Nhưng mà đầu tư hơn gấp mấy những thằng chim có lông như mình. À không, cái đó ngoài lề quá. Một băng đạn M37 có thể chơi được ít nhất là 5 con zoom. Còn zoom, 2 con zoom được to to này thì nó ít hơn tí, khoảng chừng 4 con. À, khoảng chừng 3 con zoom được trưởng thành. Đây là con zoom chú quỷ trưởng thành này, con đầu đàn đấy. Đó, xếp hàng của nó cũng đi luôn thôi em ạ. Đời đã phân cho em là cái gánh là phải là gì gánh đạn rồi. Ở từ từ nào, vào một hàng đi, tết mới được nhiều kin. Một ván 210 kin thì nếu các bạn nhân 5 lên có nghĩa là nó khoảng chừng đâu khoảng chừng có 1000 kin à. Rất là đơn giản thôi. Ước tính số điểm là 20.000 điểm. Tại vì mình chơi lên 100 kin mình thôi không sao đâu, tại vì còn 10 giây cuối cùng mà. 10 giây cuối cùng thì cũng chả làm được gì nữa, nhiều nữa, 300 mấy kin. Có vẻ là ván này hơi ít, ván này được 100 mấy kin thôi. Không sao, ván sau bù ván trước bù ván sau chả sao cả. Chúng ta hãy tiếp tục. Nhưng cân nhắc anh em cẩn thận không ấy lại quay ra chỉ lộn nữa. Đó, lại quay ra chỉ lộn. Lại nào. Đấy, lần này thì mình sẽ quyết tâm dành hơn 500 kin để xem là cái ván này có thể được 200 mấy kin nữa không. Rồi, qua đây cho anh em dễ xếp hàng bắn. Đó, đây các bạn, 1, 2, 3, 4 em. Rồi, chuẩn bị tiếp nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ôi mẹ ơi. Ôi, 2 băng đạn thôi giết được 1 băng đạn thôi giết được 7 con zoom non non rồi. Chưa kể chú quỷ nữa. Các bạn thấy là 1 băng đạn thôi chỉ giết được 7 con. Nếu mà các bạn cứ me vào đầu như thế này, như mình đang làm như thế này. Cái này úp tốt với các bạn, úp tốt rất là tốt luôn. Thử test đạn nào. 1, 2. Khoảng chừng 4 viên. 4 viên là con quái con mà là gần trời xa đất rồi đấy. Không chết thì cũng hô hấp nhân tạo, một phát đao nó ra đi luôn. Đó. Sướng quá các bạn. Không còn lời gì cả. Cái lục mà của cái lục stone cấp 8 này cũng đam dòng cũng phê lắm đấy. Không phải là vừa đâu. Mình sẽ nạp thêm đạn, trời đang mưa cho nên âm thanh nó hơi ồn ào tí, anh em cũng thông cảm cho mình nhá. Là những video 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mà con chú quỷ nó trâu máu quá. 7, 8, 9, mình đếm không hết đâu. Nói chung là cứ tập trung vào bắn và dành được số kin nhiều nhất thôi. Nếu mà không có biến chú quỷ thì sẽ ngon hơn. Còn mà biến chú quỷ thì xác định là mình không được 100.000 kin rồi. Mà ván trung bình cứ 200 kin thôi. Là các bạn là 5 ván là 1.000 kin rồi. Tiếp tục nào, lao lên chú quỷ trâu máu quá. Con chú quỷ ít nhất phải 3-4.000 máu, gấp 3 những con lần con quái bình thường. Đó ạ. Ồ, ngồi xuống à. Lục chơi luôn, đó, hết đạn rồi. Chúng ta sẽ bơm thêm miếng đạn nữa. Và 55 giây. Kinh khủng khiếp thật. Các bạn xem video cảm thấy hay đừng quên like và share cũng như là click vào quảng cáo để ủng hộ mình nha. Cái động lực để mình nói chung là quảng cáo là một trong phần những cái phần mà YouTuber hay là cái gì đấy. Nói chung là những cái thành phần mà đi làm video như mình thì thích nhất. Đó, các bạn click vào quảng cáo như mình, ủng hộ mình. Thì các bạn click vào quảng cáo thì mình sẽ được hình như là mấy trăm đồng ấy. Không biết nữa, tầm đấy các bạn ạ. Đấy, farm nện nào. Ui dồi, hơi lag tí, không sao cả. Nhưng không phải là mấy trăm đồng, nó không phải 0005 đồng hay sao ấy. Đó, một tháng thì cũng khá khá. Cũng được bữa 10.000 nó sáng đấy. Ok, nện luôn, thôi không nói nhiều nữa. Nện nào.
Ôi, một bằng đạn 4 năm con thế này đúng là phê vái lâu thật. Nhưng mà hết thời gian rồi các bạn, 525 kin. 525 kin là con số kỷ lục. Phải nói là rất kinh khủng khiếp. Nếu mà các bạn không chơi chế độ như này thì anh em phải cày tới gọi là trình độ thần thánh hóa lắm ấy mới được, may ra thì mới được. Còn như mình thì đã có anh em trong clan hỗ trợ, anh em ủng hộ rất là nhiệt tình, mình sẽ thực hiện video này. Thực sự rất cảm ơn anh em đã ủng hộ mình và ồ chết bà rồi, không được ngàn kin rồi anh em ạ. Thấy như này là không có tương lai rồi. Nếu mà còn hai ván, mỗi ván mình hơn 200 kin tí thì chắc chắn là sẽ được ngàn kin. Còn ở đây thì mình đã biến chú quỷ rồi, mắc một ván chỉ được khoảng 20 kin thôi. Nhảy cái gì, ôi dồi ôi. Ôi mẹ ơi, tiếc quá. Ván này mà không biến chú quỷ thì xác định là 1000 kin rồi. Ván sau thì mình cố thêm vài trăm kin nữa vậy. Ok, đây là ván hiệp 5 và hiệp cuối cùng. Anh em đừng quên like cũng như share và subscribe channel của mình nhé. Công làm video này rất cực khổ luôn. Nó khá là nhiều rồi, không biết là anh em nó có hiểu không. Có hiểu những thằng như mình không? Quất luôn nào. Xếp hàng nó dễ bắn rồi anh em ạ. Xếp hàng bắn nhanh hơn, bắn nhiều hơn. Chứ nếu mà mỗi thằng một hướng, một thằng một kiểu ấy. À và trong cây này nó kiểu bắn xuyên cũng khá là tốt bạn ạ. Bắn một bắn đầu nhưng mà thằng phía sau nó vẫn bị ảnh hưởng một tí. Chắc không được ngàn kin đâu, đúng rồi. Đến quái ván này là thấy âm u rồi. Rồi, xếp hàng nào anh em. Đấy, khá là đông mà. Đầu tiên thanh niên quản trị viên Boba này, FA Tân này, Vinh BC này, nhóc FA này. Đó, những thanh niên đã hy sinh rồi. Sinh vì Chester Boy này. Quản trị viên Boba tiếp tục là KS và Đi Loan. À, trời ơi, cái tên mình lỡ đọc thôi. Thùy Linh. Vâng, anh em xông vào rất là nhiệt tình. Vớ mồm luôn. Hai viên vào đầu là Teo. Nhóc FA Tân và thanh niên gì đang nhảy ấy. Có hết đạn. Bơm như đầy nào. Quả trị viên Boba tiếp tục tăng lên và không thể làm được gì tại vì mình đã giao luật từ đầu rồi. Lên 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 nào anh em, lên xếp hàng nào, đừng nhảy múa như mấy con khỉ này. Khỉ Ken, đúng rồi. Vinh BC và tiếp tục những thanh niên luôn theo bám mình để giành lấy những viên đạn vào đầu. Đó, 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 đi luôn. Qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, cảm ơn xe WZ nhá. Mình rất là ngu anh Văn cho nên mấy từ anh Văn đừng đem hỏi mình. Đó, tiếp tục là Thủy Ken, FL Tân và Chester Boy, yeah. Quá ngon, quá VIP, quá phê. Cái ván đấu cuối cùng này phải nói là chất của chất lừ. Vào là vỡ mồm thôi. Xác định là thế rồi. Anh em cứ vào và hưởng đạn từ cái Dark Knight M37 này thôi. Các bạn thấy là Dark Knight M37 nó đã bá như thế rồi. Nó có tới 4 sao đam giòn các bạn ạ. Còn những cây Dark Knight M38 thì nó sẽ 5 sao. Kỵ sĩ sáng 5 thì sẽ 5 sao nhá. Có những cây cây mà như cây Seeker cũng 5 sao nhưng mà đam dạng đạn chùm ấy. Nó sẽ có lực đam cực kỳ trâu chó luôn. 47 giây nữa. Rồi chúng ta sẽ xếp hàng lại nào. Chắc là đủ câu giờ đấy. Đó. Mình đi lấy đạn không kịp để bắn. Come on, 1, 2, 3. Ui, chú quỷ cũng phê đó. Chú quỷ mặc dù 3000 máu nhưng mà cứ vào đây là cũng phải chục viên là tèo thôi. Lần nào mình sẽ làm clip săn giò bằng Dark Knight M38 thử xem sao. 1, tiếp tục. Đó, hơi anh em bắt đầu chia lì. 500 này, 500 mấy thì bây giờ cũng kiếm được khoảng chừng 200 mấy ấy, 200 mấy này là cùng, mắc lắm là 200 mấy ấy. Một viên là niệm chú quỷ ngáp ngáp rồi xuất viện. Những giây cuối cùng thì mình đã bị cào mất. Thì kết quả cuối cùng là 722, à 717 kin. Khiếp thật. Và các bạn nhìn vào số điểm cho mình kìa, 19.261 điểm. Một con số phải nói là cực kỳ kỷ lục luôn. Wow, mình rất là sốt, phát sốt về cái kết quả này. 717 kin chết 2. Tổng điểm là 119.262. Cảm ơn anh em clan đã phụ mình làm video này. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và cảm ơn bạn Khương nữa. Mình cũng không quên cảm ơn luôn cả thằng Hùng đã làm cái video này cho anh em xem.
Và anh em nếu mà muốn cảm ơn thằng Hùng thì đừng quên like cũng như là subscribe thằng Hùng nhá. Và share lên Facebook cho bạn bè biết là cái kỷ lục zombie của tập kích là bao nhiêu kin. Và kin đây chỉ là hư cấu thôi, đó chỉ là dàn dựng thôi. Hư cấu lắm. Còn mà anh em nào muốn là test kim thật thì chắc xác định là cứ đem M37 ra mà farm cũng được 100 kin trở lên nhá. Con M37 này không phải dạng vừa đâu, anh em nào cứ không thích thì cứ đem M37, M38 ra mà test xem có được 100 kin trở lên không. Và anh em nhớ mua băng đạn cho mình. Đừng quên like, share cũng như subscribe cho mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đừng quên. Ok, yeah.